ăn ngon. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về, mau nhìn kìa. Bố đồ nhỏ nhìn kìa, gần đây mới mở một nhà hàng pizza, còn giao hàng tận nơi nữa. Chúng ta gọi về ăn thử được không bố? Có vẻ ổn đấy, vậy chúng ta... Mẹ tập về ơi, cái này trông ngon quá, hay là chúng ta... Không được. Mấy thứ này không tốt cho sức khỏe, lại còn bán đắt nữa. Chỉ là một loại bánh thôi mà. Nếu muốn ăn bánh thì mẹ tự tay làm cho. Con đồ to, con đừng lo, nhìn cái này đi. Gì vậy ạ? Đây là phiếu giảm giá khu du lịch suối nước nóng. Bố đồ nhỏ, con không muốn đi, con muốn ăn pizza cơ. Đây chính là cách để ăn pizza đó. Bố nói với mẹ tập về rồi. Hôm nay 8 tháng 3 sẽ đưa mẹ đi nghỉ dưỡng ở khu du lịch suối nước nóng. Vậy là chúng ta sẽ có thể... Vậy là chúng ta có thể ở nhà thưởng thức đại tiệc pizza rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Con đồ to ở nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời bố nhé. Bố đồ nhỏ, hai người ở nhà, không được ăn mấy đồ vô bổ đâu nhé, biết chưa? Vâng lệnh, hôm nay em cứ thoải mái tận hưởng ngày nghỉ đi. Được, vậy em đi đây. Bố đồ nhỏ ơi, gọi món đi. Alo, xin chào, chúng tôi muốn... Bố đồ nhỏ, có biến. Anh làm bố kiểu gì vậy? Con đồ to ngủ dưới sàn nhà, anh cũng không nhìn thấy à? Sao em quay lại thế? Em nhớ ra là chưa xay đậu nành cho hai bố con. Không cần đâu, bố con tự xay. Vậy luôn rồi à? Đúng vậy, mẹ tập về. Chuyện nhỏ này bọn anh tự làm được. Em nên mau đi ngâm nước nóng đi, kẻo không kịp xe. Nhưng... Mau đi đi mẹ tập về, không cần lo cho hai bố con đâu. Lần này chúng ta có thể thưởng thức đại tiệc rồi. Bố đồ nhỏ, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu nào. Mẹ tập về, con ôm pizza trốn vào bếp, bố che cho con. Bố đồ nhỏ, hai người làm trò gì vậy? Sao không cho em vào? Không có gì, sao em lại về rồi? Thật tình, em thấy sắp đến giờ cơm trưa rồi, về nấu cho hai bố con rồi đi sao? Không được, em không thể vào bếp. Tại sao? Mẹ tập về, con và bố đồ nhỏ hôm nay muốn cho mẹ một ngày nghỉ lễ thư thái, nên mẹ không cần vào bếp đâu. Phải đấy, đây là tấm lòng của hai bố con anh. Xin lỗi, em không nên đa nghi. Vậy tin hai người, giờ em đi đây. Cạn ly. Thực ra cũng không ngon lắm. Bố đồ nhỏ này, sao con cứ cảm thấy thiếu gì đó nhỉ? Đúng vậy, bố cũng có cảm giác ấy. Nếu mẹ tập về ở nhà, mẹ sẽ làm nước ép và salad cho chúng ta. Như vậy sẽ ngon hơn. Hay lắm, mẹ đoán quả nhiên không sai. Hai người ăn lén sau lưng mẹ thật. Đứt chết đi được. Lại còn lấy danh nghĩa là cho mẹ nghỉ lễ. Có mà đuổi mẹ đi để hai bố con thỏa thuê một bữa thì có. Quá đáng hết sức. Có mẹ tập về cằn nhằn lúc ăn thì mới ngon. Cả nhà cùng ăn mới ngon. Hai người còn cười à? Mẹ đã nói rồi mà, ăn mấy thứ này chả có gì ngon cả.
quái vật đáng sợ. Đồ ta, mau áp sát vào bố. Chậm chậm thôi, cẩn thận Min. Bố đồ nhà ơi, con sợ đạn không đủ. Mau đi nhặt chìa khóa mở hầm đạn. Xông lên, đi cửa A. Cẩn thận nhé. Con đồ to, cẩn thận quái vật. Chúng ta vòng lên phía trước. Sàn nhà mẹ vừa lau sạch xong. Hai người đứng lại cho mẹ. Bố đồ nhỏ, đây là đâu? Chắc là kho vật tư dưới mê cung. Hai người, có quái vật. Ây da, lần này cuối cùng cũng an toàn rồi. Hai người, ra đi cho mẹ, không thì biết tay mẹ đấy. Bố đồ nhỏ giữ chặt nhé, đừng cho quái vật vào. Bố phải kiên trì. Đáng sợ quá. Quái vật sẽ nuốt trọn cái đầu to của con mất. Đừng mà. Con đầu to, con nghe xem. Hình như quái vật đi rồi. Bố đầu nhỏ, hai người mau ra đây ngay. Con sắp bị quái vật ăn thịt rồi. Chúng ta không thể lẩn trốn nữa. Quái vật sắp vào đến đây rồi. Chúng ta phải phản kháng. Xem đây, quái vật, hãy xem vi tiêu của ta đây. Cái này không được, phải đổi sang vũ khí khác uy lực hơn để đối phó con quái vật này. Hai người quá đáng lắm rồi đấy. Bố đồ nhỏ, cứu con với. Quái vật đến rồi. Quái vật ở đâu? Chạy mau, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Mau chạy đi. Chạy nhanh. Con quái vật lúc nãy đâu? Chắc bị chúng ta đánh cho chạy mất rồi. Cứ nói năng linh tinh tiếp đi. Nói đi, rốt cuộc hai người nhìn thấy quái vật hình thù như thế nào? Không, không có quái vật. Ban ngày ban mặt đâu ra quái vật chứ? Sao lại không có quái vật? Bọn chúng chính là quái vật. Chính bọn chúng đã hại hai người hoa mắt ban ngày ban mặt mà cứ thần hồn nát thần tính. Thế nên mẹ tịch thu máy chơi điện tử. Đồng ý, đồng ý. Chưa hết, việc nhà hôm nay giao cho hai người làm hết. Không dọn cho sạch thì tối nay đừng hòng ăn cơm, biết chưa? Tuân lệnh.